Du lịch Hòn Đỏ Ninh Thuận thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng tựa chốn thần tiên. Cùng tôi khám phá địa điểm tuyệt vời này nhé. Du lịch Ninh Thuận ngoài hang Rái thì Hòn Đỏ Ninh Thuận cũng là một điểm đến hấp dẫn. Ghé thăm địa danh này, bạn sẽ được ngắm nhìn những rạn san hô trên cạn, trải nghiệm tắm biển và câu cá, thưởng ngoạn bình minh hoàng hôn đẹp mê hồn, chiêm ngưỡng thảm rêu xanh ấn tượng. Khu du lịch Hòn Đỏ Ninh Thuận thuộc địa phận thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Địa danh này cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 17 km, nằm ngay trên tuyến đường biển nổi tiếng của Việt Nam. Hòn Đỏ là một quần thể san hô hóa thạch vô cùng độc lạ và ấn tượng. Nếu bạn là một người thích khám phá đại dương và ngắm nhìn thiên nhiên tuyệt đẹp đến kỳ lạ mà vẫn còn băn khoăn Ninh Thuận có gì chơi thì nhất định phải ghé đến Hòn Đỏ. Những trải nghiệm tại nơi đây chắc chắn sẽ khiến bạn say mê quên lối về. Hòn Đỏ Ninh Thuận thu hút đông đảo du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ tựa thiên đường. Đến đây chuyến đi của bạn sẽ mang tính chất khám phá và trải nghiệm. Cùng trải nghiệm những điều thú vị như sau: cùng ngắm nhìn những dạng san hô trên cạn độc lạ. Nhắc đến hoạt động lặn ngắm san hô, du khách thường nghĩ đến Vĩnh Hy. Tuy nhiên Hòn Đỏ Ninh Thuận sẽ cho bạn trải nghiệm mới mẻ hơn với những dạng san hô hóa thạch đa dạng, hình thù ngay trên cạn. Cùng trải nghiệm tắm biển Hòn Đỏ Ninh Thuận. Du lịch Ninh Thuận ngoài đến bãi biển Ninh Chữ, biển Cá Ná thì tại Hòn Đỏ du khách cũng có thể thỏa sức đắm mình vào dòng nước biển mát lành. Biển của Hòn Đỏ còn khá hoang sơ nên nước rất trong và xanh. Khu vực hướng Tây Nam lặng gió và lặng sóng sẽ thích hợp nhất để tắm biển. Việc check-in Hòn Đỏ cũng rất tuyệt vời. Hòn Đỏ Ninh Thuận là một trong những địa danh được mệnh danh là thiên đường của check-in. Toàn bộ địa phận của Hòn Đỏ đều được bao phủ bởi rừng dương, không có người dân sinh sống nên những nét hoang sơ vẫn còn nguyên vẹn. Chính vì vậy check-in tại đây là rất thích hợp. Nếu bạn là một người yêu thích khám phá, chinh phục thiên nhiên thì nhất định đừng bỏ qua hoạt động này. Sở hữu vị trí địa lý và cảnh quan độc đáo, Hòn Đỏ Ninh Thuận là một nơi thưởng ngoạn bình minh và hoàng hôn cực đẹp. Bất kỳ ai đến đây chắc chắn sẽ đều ngỡ ngàng trước cảnh sắc rực rỡ khi hoàng hôn buông xuống và bình minh ló dạng.